Xin chào tất cả các bác sưởng tôn gỗ, hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm gì là cánh đèn lưu ý tam tiểu chất liệu gỗ cẩm lai. Tác phẩm có mã là 768, có kích thước cao 74, ngang 30 và sâu 27. Hàng liền khối và rất là đặc gỗ, đụng ra tác phẩm rồi nặng 13,4 kg các bác nhé. Em sẽ quay các cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng một tác phẩm siêu đẹp và siêu vip này. Tác phẩm được đục canh bông rất là tỉ mỉ từng chi tiết một, hàng liền khối và được nghệ nhân đục rất kỹ và sắc nét. Em sẽ quay các cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này thật là kỹ. Gỗ cẩm lai là một trong những loại gỗ tự nhiên, dòng gỗ cẩm có giá trị cao hiện nay và đang được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động sản xuất đồ gỗ nhờ độ bền cao, hoa văn đẹp. Để tìm hiểu kỹ hơn về gỗ cẩm lai thì các bác hãy cùng với em tìm hiểu ngay bây giờ các bác nhé. Gỗ cẩm lai hay còn được gọi là chắc lai thuộc vào một trong những loại gỗ phổ thông ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến gỗ Việt Nam. Gỗ cẩm lai được biết đến nhiều nhất ở họ nhà gỗ cẩm nên loại gỗ này luôn là nhận được những đánh giá rất là cao về độ cứng chắc và thân gỗ sở hữu những đường vật nhỏ bành chạy khắp nơi, độ bền rất là tốt, ít bị mối mọt và đứt đẻ. Một tác phẩm rất là đẹp và được đục từ một chất liệu gỗ cực kỳ giá trị các bác nhé. Tiếp đến thì các bác hãy cùng em quan sát xem cách đục và nét đục của nghệ nhân bên em làm ra tác phẩm này các bác nha. Dì lạc chân cò chân rũi đứng trên đống tiền và một đồng xu tiền, tay gánh gậy như ý, cười rất là tươi và hoan hỉ. Và điều đặc biệt là tác phẩm này siêu vân các bác nha. Siêu vân và lượng tất cả các cái dây tiền, canh bông đều được đục liền khối và rất là tỉ mỉ. Di Lạc thì là một trong những tác phẩm được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và tìm kiếm. Phật Di Lạc thì thường được để ở trong nhà, cửa hàng, văn phòng hay công ty với ý nghĩa chiêu tài chiêu lộc, đem đến may mắn cho gia chủ. Và ngoài ra thì Di Lạc còn thường được gắn liền với các tiểu đồng hay còn gọi là các tiểu phúc ở xung quanh đồng Di Lạc. Các tiểu đồng này với ý nghĩa giúp cho gia đình lúc nào cũng đông vui, đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, con đàn cháu đống. Một tác phẩm rất là đẹp, được đục rất kỹ và sắc nét, các bác có thể quan sát thấy tác phẩm này. Đẹp từ cái nhìn đầu tiên đúng không ạ? Một mẫu Di Lặc mà em nghĩ là rất là nhiều khách hàng yêu chuộng và tìm kiếm. Nếu như các bác quan tâm đến sản phẩm này, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0355678885 để được tư vấn cụ thể hơn. Tác phẩm Di Lặc tam tiểu gánh gậy như ý chất liệu gỗ cẩm lai có mã là 768, có kích thước cao 74, ngang 30 và sâu 27, nặng 13,4 kg, hàng đặc gỗ và liền khối. Đây là mặt sau của tác phẩm, hàng đục tứ diện rất kỹ và sắc nét các bác nhé. Nếu như các bác yêu thích video này, các bác nhớ like và ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tự Gỗ để theo dõi các video quay sản phẩm Full HD bên em. Sau đây sẽ là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác xem qua. Cảm ơn các bác rất nhiều.